chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin miệng ông Nguyễn Thanh Nghị bảo bên dưới giả điếc Nói đến ông Nguyễn Thanh Nghị là nói đến dự án nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp tại Việt Nam. Con số 1 triệu căn nhà ở xã hội cho 100 triệu dân là con số rất nhỏ, nhưng nó lại quá tầm đối với một chính phủ của nước Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam. Có dự án thì những người liên quan đến nó đều chỉ muốn sơ múi đưa vào túi riêng điều này đã là luật bất thành văn bao nhiêu năm nay rồi không thể thay đổi được tên ông nguyễn thành nghị gắn liền với chính sách nhà ở xã hội nhà xã hội triển khai trong lúc này là bất khả thi bởi giá bất động sản của việt nam giờ đây đã quá xa tầm với của tầng lớp trung lưu theo đánh giá của nhà phân tích cho biết tốc độ tăng giá trong nhà tăng giá nhà đất trong những năm qua gấp nhiều lần tốc độ tăng trưởng gdp Nghĩa là giấc mộng an cư đối với người dân Việt Nam ngày một thêm xa vời. Hiện nay, loại nhà dưới 2 tỷ đồng ở các thành phố được xem như là tuyệt chủng. Với 2 tỷ đồng trong tay, người ta không thể mua được nhà. Vậy thì, yêu cầu nhà dưới 1 tỷ đồng làm sao thực hiện cho được? Quỹ đất ở đâu ra và ai bổ lỗ cho khoản chênh lệch nhằm giúp người thu nhập thấp có nhà để ở? Có người chỉ đánh giá rằng nhà ở dành cho người có thu nhập thấp nếu được thực hiện cách đây 10 năm thì khả thi hơn bây giờ. Ông Nguyễn Thành Nghị đã sinh ra không đúng thời. Lúc này mà thực hiện dự án thì muôn vạn khó khăn, rất khó có thể vượt qua. Mới đây, ông Nguyễn Thành Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã cử thanh tra Bộ Xây dựng đi kiểm tra, ra soát các dự án khu dân cư Cầu Đỏ và khu dân cư Mỹ Phước Hạ 4 thuộc thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương để thực hiện việc bố trí đủ quỹ đất nhà ở xã hội theo quy định. Được biết, Thanh tra Bộ Xây dựng đã chỉ ra rằng trong giai đoạn 2016-2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã phê duyệt đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị xã Di An là đô thị loại hạng 3 từ tháng 3 năm 2017 và phê duyệt 8 đồ án quy hoạch phân khu của các phường thuộc địa bàn thành phố Thủ Dầu 1, đô thị loại 1. Thành phố Di An đô thị loại 3. Tuy nhiên, nội dung các đồ án được phê duyệt lần này không bố trí quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội. Vi phạm quy định về khoản 1, điều 4, nghị định số 100 năm 2015. Bình Dương giả điếc trước chính sách nhà ở xã hội của ông Nguyễn Thành Nghị. Như vậy là tỉnh đã gạt bỏ quyền lợi của người thu nhập thấp ra khỏi quy hoạch của mình. Việc này xảy ra trước khi ông Nguyễn Thành Nghị làm bộ trưởng Bộ Xây dựng và hoàn toàn có thể bổ sung, nhưng tỉnh này vẫn phất lờ nguyên nhân vì sao lại như vậy. Theo một người làm trong sở xây dựng, tỉnh này cho biết, không phải tỉnh không biết việc này, tuy nhiên họ quyết định gạt nhở xã hội ra khỏi quy hoạch vì dự án này rất khó thực hiện, nếu không muốn nói là bất khả thi. Trong tình hình giá đất thì liên tục bị đẩy lên cao, muốn thực hiện nhờ cho người có thu nhập thấp thì tỉnh phải bù vào khoản chênh lệch rất lớn ấy lấy tiền đâu ra để mà bù vào đây. Nhà xã hội trong lúc này là một nhiệm vụ rất khó khăn, đó là khó khăn mang tính khách quan. Tuy nhiên, khi triển khai dự án này, ông Nguyễn Thanh Nghị không xét đến những khó khăn đó. Vì làm việc duy ý chí, nên khi triển khai về địa phương, rất nhiều địa phương đang giả điếc, không nghe cấp bộ chỉ đạo. Nhà xã hội, nhiệm vụ bất khả thi kết cấu trong bộ máy nhà nước của đảng cộng sản việt nam tuy nhiều tầng nhiều lớp nhưng lại rất lòng lẻo bởi khi triển khai mọi dự án thì những quan chức có trách nhiệm vẫn cứ nghĩ cách để sơ múi xem có được gì hay không chính điều đó đã tạo ra cản lực rất lớn khi triển khai chính sách này ông nguyễn thành nghị ngồi trên bộ sẽ không thấy hết những cản lực đó và chính ông nghị bây giờ đang mắc kẹt trong chính sách của mình mà không biết cách nào có thể khai thông trong khi đó đang có rất nhiều điểm nghẽn của chính sách. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình tiếp với cùng với bản tin miệng ông Nguyễn Thành Nghị bảo bên dưới giả điếc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .de Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thay lớp tham nhũng này băng lớp tham nhũng khác Tổng trọng bất lực Tại Hà Nội, khi ông Nguyễn Đức Trung bị bắt thì ông Trung Ngọc Anh lên thay Ông Trung Ngọc Anh lên thay chẳng được bao lâu thì cũng bị bỏ tù vì dính đến đại án Việt Á Nếu xét trước đó, ông Nguyễn Thế Thảo hạ cánh an toàn nhưng sai phạm của ông này để lại trong thành phố là rất lớn Dẫu Nguyễn Đức Trung thay ông Nguyễn Đức Thảo cũng sai phạm tiếp. Câu chuyện này đâu chỉ xảy ra với thành phố Hà Nội mà nó cũng xảy ra với thành phố Hồ Chí Minh. Ông Lê Thanh Hải để lại sai phạm thủ thiêm với an khất ngất trời. Người thay ông Lê Thanh Hải là ông Đinh La Thăng cũng chẳng sạch sẽ gì. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng bị kỷ luật. Vào ngày 3 tháng 6, ông Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng đã ký các quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Cao Tiến Dũng, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác. Đồng thời, ủy ban kiểm tra trung ương đã thi hành kỷ luật về mặt đảng đối với ông Cao Tiến Dũng. Trước đó, ông Đinh Quốc Thái, cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng đã bị C03 Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội nhận hối lộ. Cùng bị bắt với ông Thái khi đó cũng có ông Trần Đình Thành cựu bí thư tỉnh Đồng Nai. Còn rất nhiều trường hợp khác cho thấy sau khi ông Nguyễn Phú Trọng đốt lò, ông lại thay vào những vị trí trống bằng những người tham nhũng như vậy. Thực tế thì Đảng Cộng sản Việt Nam không có người trong sạch để mà thay thế người đã nhũng chạm. Tham ô ở Việt Nam đã phát triển đến mức không thể diệt. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam có nhiều nhóm lợi ích và trong mỗi nhóm lợi ích đấy thì mỗi cá nhân chỉ là mắt xích mà thôi. Việc đốt lò của Nguyễn Phú Trọng là đục bỏ một mắt xích trong bộ máy tham nhũng và khi thay thế mắt xích đó bằng một cá nhân khác, bộ máy tham nhũng lại hoạt động, vận hành, trơn trù như cũ. Hồi tháng 10 năm 2022, ông Linh Quốc Thái, cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã bị bắt. Ông Nguyễn Phú Trọng nhiệt tình chống tham nhũng và ông cũng viết sách chống tham nhũng, coi đó là một loại tư tưởng để đưa vào đại học bắt sinh viên phải gặm cho hết việc chống tham nhũng của nguyễn phú trọng là cách chống của người có quyền cao nhất đối với quan chức dưới quyền ông nguyễn phú trọng sẽ chống tham nhũng dễ dàng còn với sinh viên mà trong đó đa phần là thường dân thì họ có dám chống tham nhũng hay không nếu dám tố tham nhũng thì sẽ bị trù dập ai dám đây thực tế trò chơi chống tham nhũng chỉ là trò chơi dành cho ông tổng bí thư chứ không dành cho quan chức cấp cơ sở bởi quyền lực không đủ lớn mà bày đặt chống tham nhũng thì không khéo lại bị tham nhũng quật lại cho mất ghế. Còn nhớ vào ngày 4 tháng 3 năm 2016, ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục chống tham nhũng, thanh trà chính phủ, phát biểu về công tác phòng chống tham nhũng tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thi hành luật phòng chống tham nhũng tại Hội nghị chống tham nhũng do Bộ Tư pháp tổ chức. Ông Đạt nói rằng, chống lại có khi chúng tôi chết trước. Và câu nói đó phản ánh thực tế là rằng việc chống tham nhũng chỉ là việc dành riêng cho ông tổng bí thư tham nhũng trong đảng cộng sản việt nam mạnh đến mức không ai dám chống ngoại trừ ông nguyễn phú trọng chống tham nhũng mà thay tham nhũng này bằng tham nhũng khác thì chẳng khác nào dã tràng xe cát cả cái được cho dân không có trước khi chống tham nhũng thì đảng cộng sản là đảng tham nhũng sau khi chống tham nhũng thì đảng cộng sản cũng vẫn là đảng tham nhũng. Lẽ ra để làm sạch Đảng Cộng sản, ông Nguyễn Phú Trọng cần tạo ra quan chức trong sạch để mà thay thế. Tuy nhiên, việc tạo ra quan chức trong sạch là bất khả thi đối với ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự thật mà Đảng Cộng sản cần phải thừa nhận là Đảng này không thể tạo ra con người trong sạch được. Tuy nhiên, nếu thừa nhận thực tế đó thì chế độ lung lay. Khi nắm quyền cai trị toàn dân Việt Nam, Đảng Cộng sản đã dựng lên bộ máy tuyên truyền khổng lồ mục đích của nó là tạo ra những giá trị tốt đẹp nhưng không có thật để vẽ mặt nạ cho đảng nhờ đó toàn đảng an tâm đục khét của toàn dân để mà tư lợi quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin thay lớp tham nhũng này băng lớp tham nhũng khác ông tổng bất lực Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề.